Hi, xin chào tất cả anh chị và thân yêu. Mới nhất em An vừa về một chiếc i10 2022 và mới đi có 11.000 km thôi. Chiếc xe này là bản hatchback, số sàn bản đủ anh chị nhá. Xe vừa về luôn, biển Tiền Giang đây. Xe mới mua nhưng mà xước nhẹ này anh chị này. Đấy, xe này chắc chắn là phải dặm sơn ở góc cạng rồi. Sơn zin đấy nhưng mà phải dặm rồi. Đấy, số sàn bản đủ anh chị nhá, 2021. Đấy, trang bị giải led định vị, cụm đèn pha, đèn gầm sương mù. Đấy, em này mới đi có 11.000 thôi chị ạ. Rất là mới, tay cửa mạ chrome, sinh nhan tích hợp và ở mẫu mới này được trang bị mâm phay anh chị nhá. Hatchback đuôi ngắn rất là đẹp. Đây, nội thất đấy ạ. Đấy, nội thất thì như em này thì em An quan sát là chủ xe đã bọc ghế da rồi này. Màu kem này. Đã bọc ghế da màu kem cho anh chị để em An bật cái đèn cho sáng ha. Bọc ghế da màu kem. Và vô lăng này tích hợp này anh chị này. Đó. Đi đúng vô lăng tích hợp này. 11.344 km anh chị ạ. Cho mẫu này. Hyundai Accent, xin lỗi chị, Hyundai i10 hatchback, số sàn bản đủ 2022, màn hình giải trí có điều hướng, đây, rất là mới, xe mới về đây em An quay liền cho chị nhá, vừa về luôn, có góc cảng em An sẽ hỗ trợ spa lại cho chị, dặm sơn lại đây, ni lông này, đấy, đầy đủ luôn, xe đẹp lắm, đây, mấy cái nắp keo ni lông vẫn còn nguyên trong xe luôn, số sàn bản đủ chị ạ. Mẫu mới đấy, đây nút bấm đẹp, xe mới đi có 11 ngày, mấy cái tem giấy còn nguyên đó. Đúng 11.000 này vậy. Và i10 mẫu mới thì có hốc gió điều hòa ghế sau này đó, ok đúng không ạ? Anh em đang dọn này đó, Hyundai i10 hatchback số sàn bản đủ 2022 và em này mới đi đúng đồng hồ 11.000 km thôi đó. Tất cả dàn vỏ theo xe và mâm phanh nguyên bản. Nguyên bản chị ạ. Đây. Cảm biến sau. Đấy, cam lùi tích hợp sẵn này, camera lùi ở đây này. Đó. Đây, cốp mở. Đây. Sơ cua chắc là chưa hạ luôn. À, có sơ cua chưa lăn nha chị nhá. Đồ nghề đầy đủ này. À, chưa dùng đến đồ nghề luôn. 2022 và giá mà BM đang chào bán là 368 triệu. 368 cho chiếc i10 này, số sàn động cơ 1.2 bản đủ à. 1.2 sơn zin gần như hết xe nhưng mà chủ cũ họ đi họ bị xước sát nhẹ thì bắt buộc mình phải làm sơn đấy, nên là một chiếc xe mà như em An vẫn hay nói với chị là không đâm đụng kích tai nạn, đó là như vậy. Còn chuyện dặm sơn xước sát, ví dụ như là những cái cọ quẹt xước sát như này thì bắt buộc mình phải làm xử lý thôi. Đấy, nhiều lúc là họ móc nhẹ vào đây thì nó cũng bị dính này. Đấy, cũng phải làm thôi chị, đây không gọi là đâm đụng mà chị, đấy là những cái cọ quẹt rất là bình thường với một chiếc xe đã qua sử dụng đúng không ạ. i10 số sàn bản đủ 2022, form hatchback nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Và đang lăn bánh chuẩn Euro 11 ngày, bao check test toàn quốc và bao chuẩn chỉ cho chị nhé. Tuyệt đối không bán xe lỗi xe đâm đụng, và chị phát hiện xe lỗi đâm đụng mềm bàn hoàn tiền 100% tất cả sản phẩm bán ra. 1.2 mẫu này thì anh chị đi gia đình hay kinh doanh dịch vụ đều quá ok, tiết kiệm nhiên liệu, nó dao động tầm hơn 4 lít thôi, 5 lít đăng kiểm đấy ạ. Đấy, rất là may mắn, đây là một chiếc xe mà cả phí đường bộ chủ xe họ đều đóng đủ luôn. Có nhiều chiếc xe mà khi mà mua mới á, ví dụ như là đăng kiểm 2,5 năm, khi mà mua mới trong hãng họ chỉ có đóng phí đường bộ cho chị 1 năm thôi. Đấy. Nhưng mà những chiếc xe này thì em An đi mua về em An cũng có lợi này. Nhiều lúc là em An bán cho chị những chiếc xe mà em An phải đi đóng cái thời gian thiếu mà em An bị phải bỏ tiền túi ra để đóng cái thời gian thiếu mà chủ cũ họ lợi đấy. Đây. Tất cả giá theo xe hết chị ạ. Mới định. Đây, động cơ 1.2. Những chi tiết máy đây. Vẫn còn ốc bảy mọng, các ốc má về hai bên chưa tháo mở này, ốc cabo đây. Rồi chị quan sát để chị thấy được cái sản phẩm nó chất lượng và nó liền lạc sao anh chị nhá. Hyundai i10 bản hatchback 2022 và em này đang lăn bánh 11.000 km thôi. Giá chào bán là 368 triệu và anh chị mình yêu thích và quan tâm về sản phẩm này thì mình có thể là alo trực tiếp cho em An để thương lượng thêm về giá anh chị nhá. Một nữa thì cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi em An. Xin hẹn gặp lại chị ở những video tiếp theo. Xin chào.